Hello tất cả mọi người nha, mình là Bill Segui đây. Hiện tại thì có phơm bài của mình đang có, đó chính là hai pháp sư và đấu sĩ nha. Và đang đi chung với Rek'Sai, Zoe, Ahri 1 sao. Và tướng tăng cơ chính của mình đang có, đó chính là con Kobuko này 1 sao. Nhưng mà cầm tới tận là hai cái trang bị lớn luôn nha mọi người. Và từ đầu game tới tận bây giờ là mình cũng đang có được một cái lượng máu thật sự đang rất là thấp luôn á. Khi mà chỉ còn hơn là 70 máu thôi nha, ở round 2 chấm như này, với chủ thu 5 trận liên tục rồi nha mọi người ơi, và đang chưa thắng được bất kỳ một cái trận nào cả. Nhưng mà làm sao, bù lại thì mình cũng đang có được một cái lượng tiền lãi thật sự cũng đang rất là lớn luôn á, khi mà level 4 và hơn 50 tiền nha, giàu điên luôn anh em ơi. Với trong trận đấu ngày hôm nay á, thì mình cũng đang muốn làm một cái phơm bài meta tướng 1 tiền carry nha mọi người ơi. Nó đang rất là mạnh luôn á, nhưng mà lại cực kỳ ít người chơi nha. Đó chính là bài Ahri và Yasu tướng 1 tiền carry nha. Ok roll luôn nha mọi người. Ahri 4 con nè, Yasu 1 con nha mọi người, Ahri 5 con, Yasu 2 con à. Ok, mình đang roll tướng ở tầm level 4 nha. Tỷ lệ tướng 1 tiền ra tới tận là 55% luôn nha mọi người ơi, rất là cao luôn á. Lắp đồ luôn cho em nó nè, kẹp Torres vào luôn nha mọi người ơi. Ok, ngon lành luôn rồi đấy. Có luôn một cái phơm bài, đó chính là bay định mệnh và pháp sư ha. Gặp ai đây? Ông này một cái phơm bài là mặt ảnh nè, tướng bay tiền, trời ơi cực kỳ nhiều luôn anh em ơi. Volibi, Illaoi, Aphelios, đây là tướng bay tiền luôn á nha. Và level 5 hơn 40 tiền à, giàu thế nhờ. Senna Kari đi chung với mặt ảnh ha, thắng được ông ta. Nhưng mà tầm này thua là vẫn đẹp nha mọi người, tại vì mình đang chủ thu 5 rồi á. Cái trận này thua nên là chủ thu 6 trận luôn á nha mọi người. Đây thật sự là một cái lượng tiền lãi rất là lớn luôn á lúc đầu game như thế này. Ê, thua được không? Thua được không? Lúc đầu game trừ máu ít lắm anh em ơi, thua thoải mái. Đây rồi, chủ thu 6 trận luôn anh em ơi, thật sự là tuyệt vời luôn á. Cường hóa sức công nghệ, những người bạn nhỏ và túi đồ cỡ đại roll thử anh em ơi, khá là cùi nha. Lấy túi đồ luôn đi, được thêm 3 mảnh trang bị nhỏ cũng như là đập đồ anh em ơi. Ú, có gậy nè, ngon luôn á chưa. Mình đang cần anh em ơi. Ây da, dắp lưới à. Ok, cũng được, cũng được, cũng được. Cũng đang cần luôn á nha. Roll thôi anh em ơi. Level 5, tỷ lệ roll tướng 1 tiền là 45%, 2 tiền là 33% nha mọi người. Mình đang muốn roll kiếm Yasu và Ahri 3 sao trước cái đã. Trời ơi, Rek'Sai nó ra kìa anh em ơi, thật sự là hơi nhiều luôn á. Ahri 6 con nhưng mà Yasu tướng 1 tiền roll chưa có 2 sao luôn anh em. Nó đang cầm tới toàn là hai cái trang bị lớn mà chưa 2 sao thì khá là thọt đồ luôn á, cực kỳ thọt. Gặp A đây mọi người, ông này level 6. Úi xồ, cái phơm bài gần như là full 2 sao ở level 6 như này. Ông có luôn ly sinh anh em ơi, một cái vị tướng 4 tiền song đấu Long Vương carry rất là chiến luôn á nha. Mình thắng sao nổi anh em ơi, tướng của mình đang chơi tướng 1 tiền mà còn chưa 2 sao nữa. Ông này tướng 4 tiền carry, lắp hết tất cả trang bị lớn gọn đang có luôn rồi. Ahri con nữa, không được rồi. Darius còn đúng 1 chấm máu luôn kìa. Chủ thu 7 trận rồi nha mọi người ơi, thu hơi sâu luôn á chứ. Để cùng thử xem mấy kỳ ngộ nào. Cho lực roll anh em ơi, hoặc là cho thêm tiền á là ngon nhất. Darius đây rồi. Darius cho bạn giữa 20F và 10 lượt đổi nha. Và chắc chắn rồi nha mọi người ơi, 10 lượt đổi khi mà chơi mới có phơm bài tướng 1 tiền bay Sakari á, rất là ngon luôn á nha. Tại vì tương đương với 20 tiền luôn anh em. Một lượt roll nó là tốn 2 tiền mà, 10 lượt roll nó là tốn 20 tiền. Giàu giàu. Ok, Ahri sắp bay luôn nè. Trước đó là Yasu 2 sao rồi nha mọi người. Trời ơi, roll thật sự là tán gia bại sản luôn á, mới lên được Yasu 2 à. Ahri 3 luôn không? Đây rồi anh em ơi, Ahri 3 comeback chắc chắn luôn rồi đó. Cái lõi bạc đầu game của mình đang có đấy chính là hộp quà Pandora nha. Một cái lõi vẽ đồ rất là dễ luôn nha mọi người. Gặp luôn cái ông này top 2 với một cái phơm bài 5 sử gia. Có luôn một con sử gia anh em ơi. Thắng nổi không đây? Vừa lên được Ahri 3 sao anh em ơi, cũng như là Yasu 2 sao full tăng rất là trâu á. Rất là trâu á nha, Ahri nó hung kìa. Wow, Yasu, Yasu lên mà này hơi chậm á. Chém một cái, trời dép nữa cái dép này mới. Tên bạn đánh sao nổ đây. Ahri Lamina hung cái bụp. Ok, và đó là cái trận thắng đầu tiên từ đầu game mới tận bây giờ. Cơm mất lại thôi mọi người ơi. Và chắc chắn rồi, trước khi mà mình làm video meta á, thì anh em ơi, hãy đừng quên kéo xuống ngay cái phần bình luận để ghi ở phía dưới nha. Tại vì sao, mình có để cho anh em một cái link đồ hình chuẩn để cho anh em cùng xem qua tham khảo nha. Đấy.
Nói chung là cái đội hình chuẩn đó mọi người chỉ cần chơi rất là đơn giản thôi. Anh em chỉ cần đúng tướng, đúng level, đúng đồ anh em bỏ vào sẽ là ok thôi nha. Và khi mọi người chơi tướng một tiền carry như thế này, nhất là cái form bài của mình đang chơi nha, thì anh em chỉ cần quan tâm cho mình hai điều kiện thôi. Thứ nhất, tướng một tiền carry của anh em bắt buộc phải là 3 sao. Thứ hai, tướng một tiền của mọi người cần phải có đồ chuẩn nha. Nên thật sự là chỉ cần là được 3 sao đồ chuẩn, tỷ lệ lọt top rất là cao, tỷ lệ top 1 nó cũng cao nữa anh em ơi. Nếu như mà mọi người là được 3 sao sớm nè, xong rồi tiếp tục tích tiền và lên tầm level 8, level 9 để kẹp thêm tướng 4 và tướng 5 tiền vào để mà phụ đam nha. Amumu nha mọi người. Mình đang muốn Ronald kiếm Yasu 3, tại vì trong cái form bài này á, con Yasu và con Ari á là hai cái vị tướng carry không thể tách rời nhau nha. Tại vì Yasu nó sẽ là tăng cơ chính, Ari á sẽ là đam chính nha mọi người. Ari nó sẽ cần đồ phép như là găng bảo thạch nè, Sojin nè, quyền trường hoặc là kiếm súng anh em ơi. Còn Yasu á sẽ là tăng cơ chính nha. Cái con Yasu ở trong cái mùa mới này á, nó không phải là một cái vị tướng carry thuần nha mọi người. Kỹ năng của nó là tạo giáp, nên mọi người cứ lắp đồ như mình là được. Châu điên anh em à. Ari by style có Sojin rồi, hồ mana không phải là quá nhanh nhưng mà cũng đủ ha. Mọi người nhìn đi, Yasu nó châu thì đừng hỏi tại sao mà nó châu luôn á. Và khi mọi người chưa có form bài định mệnh này á, thì liên kết cái con Yasu và con Ari giúp mình nha. Đấy, hai con này ở trong cái form bài này nha mọi người, mình nhắc lại nha, hai con này bắt buộc phải là 3 sao, vừa là Ari 3 sao, vừa là Yasu 3 sao nha. Wukong ban cho bạn 6 trang bị sáng tồn tại trong vòng một vòng, trong vòng một vòng đấu hả? Có luôn cái găng bảo thạch ánh sáng cái này mọi, nhưng mà Yasu của mình nó full đồ mất tiêu rồi. Này gia tính ra cái này lỗ luôn cho mình ha anh em ơi, tại vì đổi sáng nó ra cho mình hơi cùi nè. Yasu thì full đồ, Ari thì lắp được có một cái trang bị sáng à, hơi lỗ anh em ơi, thật sự là như vậy. Và mình nhắc lại nha, cái bà này á đang rất là mạnh luôn, nhưng mà lại đang cực ít người chơi luôn nha mọi người, tại vì chưa nhiều người biết tới á. Ông này ui đổi sáng gắn sáng luôn anh em ơi, thế mới gắn này có khác gì thêm được hai món trang bị sáng đâu trời, hơn vậy. Nhưng mà Yasu nó châu anh em ơi, nó châu điên luôn á. Có kìa giáp kìa, tạo ui ba thú tượng nha mọi người, giáp kìa, Torres nó búp lên nữa anh em ơi. Đây anh em nên nhớ nha, đây mới chỉ là Yasu 2 sao 3 trang bị lớn thôi á. Nếu như mà đi chung với Yasu 3 sao mà nó cầm đồ như thế này thật sự là bất tử luôn á. Ô, Yasu 7 con rồi nha mọi người ơi. Mình nhắc lại nha, Yasu và Ari bắt buộc phải 3 sao. Đồ chuẩn hay không á thì hên xui anh em ơi, nhưng mà trước đó bắt buộc phải là 3 sao trước cái đã. Ba trang bị mà ngon nhất khi mọi người chơi Yasu tăng cơ đó chính là ba thú tượng nha. Tại vì mọi người đừng quên cái thú tượng này nó sẽ tăng giáp và kháng phép dựa vào tổng lượng tướng tem bạn đã đánh mình á. Giả bộ một tướng nó cộng thêm được tầm 18 giáp đi, hai tướng được cộng thêm 36 giáp anh em ơi, và nó cứ cộng dồn như vậy. Và chắc chắn rồi nha mọi người ơi, cái thú tượng này được cộng dồn với nhau, Yasu 3 rồi, let's go. Có nghĩa là cái con Yasu này á, nó chỉ cần đứng ở hàng trên một mình nó tăng cơ hết, cầm 3 thú tượng liên kết định mệnh cũng như á là cầm Yasu 3 sao nha, thì một mình nó tăng cơ hết là chuyện hết sức bình thường luôn á. Nó có thể lên được vài trăm giáp hoặc là vài trăm kháng phép luôn nha mọi người, rất là bá. Còn con Ari này ở hàng sau á, nó cứ hung gió thôi anh em ơi, bụp thôi. Tên bạn thật sự là bay màu luôn á, sốc đam Yasu này là không nổi anh em ơi. Tại vì đầu game cái con Yasu một tiền mà 3 sao như thế này nó trâu lắm. 360 giáp, 360 kháng phép bên này mà. Và mỗi lần xài kỹ năng á tạo 1150 giáp. Thế thì sao mà chịu nổi được. Và anh em đừng quên cái con Torres này nó cũng là một cái vị tướng 3 tiền tăng cơ, có khả năng tạo giáp cho tướng đồng minh nha. Yasu tạo giáp đã trâu rồi á, thêm Torres nó tạo giáp nữa anh em ơi. Một lần Yasu nó chọt á, tạo gần 1200 giáp cho anh em. Này sao mà chơi? Giải phóng ẩn vật, kho thần tích và cường hóa siêu công nghệ hả? Run thử nha mọi người. Donnie đóng giày nè, cũng không cần cho lắm tại vì mình lắp full đồ rồi. Ẩn pháp sư à,
Hai kia cùi quá đi mơ thật sự luôn đi. Mình muốn là lỗi cơ bát cơ, lấy luôn con nha. Lắp luôn nha mọi người ơi, King the Red Pháp Sư nè. Nói chung á, khi mọi người chưa có phơm bài này, có ấn định mệnh là ngon nhất luôn á nha. Còn mấy cái kiểu ấn khác như là ấn Pháp Sư ở đây mà, thì có cũng được, mà không có cũng không sao. Nói chung là con Pháp Sư này là một con kim cương không cần thiết cho mọi người. Anh em đi chợ nè, anh em có lõ nè, lấy thì ok thôi, không có là thôi nha mọi người. Nhưng mà cái ấn ngon nhất để mọi người chưa có phơm bài này á, đó chính là ấn định mệnh nha. Tại vì nó sẽ giúp cho anh em có được một cái phơm bài 7 định mệnh rất là dễ luôn á. Và khi mọi người đi chơi cái phơm bài mà lên được 7 định mệnh anh em ơi, thì nó châu điên, nó mạnh điên. Yasu, anh em thấy chưa? Thật sự là châu bò luôn á chưa. Arena hung nè. Ây da, 6.500 đam anh em ơi. Và cái phơm bài mà mình đưa ra để cho mọi người xem ở phía dưới nha, là nó sẽ không có cần ấn, không cần lõi, không cần biến hệ gì cả. Anh em chỉ cần đúng tướng, đúng level, bỏ vào sẽ làm ok thôi nha. Và nếu như anh em có bất kỳ một cái câu hỏi gì về cái phơm bài này á, anh em hãy đừng quên đặt ra ngay cho mình ở phía dưới phần bình luận ha. Nói chung là mình biết cái gì á thì mình sẽ trả lời giúp cho mọi người luôn. Và chắc chắn rồi nha, cái phơm bài của mình đang chơi nè, không phải là mình tự chế nha mọi người. Không phải là mình tự chế nha, hứa với anh em luôn á. Nếu như mọi người có theo dõi mấy cái ông streamer khác á, thì sẽ thấy mấy con này đánh mấy cái bài Yasu, Ari này rất là nhiều luôn á nha. Mạnh lắm anh em. Nói chung ngày nào mà mình không có chơi game á, thì mình sẽ xem mấy cái người kia chơi thử anh em ơi, để học tập thêm meta thôi. Trời Ari kìa. Yasu nó chăng, nó tăng kìa anh em ơi. Tìm bạn đánh nhìn chán luôn á chứ, thật sự là như vậy. Coi kìa. Trời nó trâu anh em ơi. Bất tử luôn, bất tử luôn. Và nếu như em có bất kỳ một yêu cầu gì muốn mình làm thêm á, anh em mới đừng quên bình luận ngay ở phía dưới nha. Hồi bữa giờ thì mình vẫn đang đăng video đều hàng ngày nha mọi người. Mỗi ngày là hai cái video á, từ video về meta nè, thử thách cũng như là đồ gì nha. Và mình nhắc lại luôn á, kênh của mình chỉ là hướng dẫn cơ bản thôi, là cố gắng giới thiệu đến với tất cả mọi người những cái phơm bài nào meta mà nó đang hot, nó đang mạnh ở trong từng phiên bản. Và mình sẽ cố gắng mình đưa ra những cái lên đồ hình chuẩn á, để cho mọi người tham khảo cho nó dễ nha. Chỉ là hướng dẫn cơ bản thôi nha mọi người, nhưng mà mình sẽ cố gắng mình hướng dẫn thật sự là sâu nhất có thể luôn, để giúp cho anh em biết được cái phơm mà nó hoạt động như thế nào, tướng carry, tướng tăng cơ, lắp đồ, lấy lõ ra như thế nào là ok nhất nha. 5 định mệnh và 4 phép sư rồi nha mọi người. Khi anh em lên được Ari với lại là Yasu 3 sao xong rồi á, anh em tiếp tục tích tiền và lên level 8, level 9 giúp mình nha, để mà kẹp thêm định mệnh vào, hoặc là kẹp thêm mấy cái vị tướng tăng cơ khác vào cuối game á. Tại vì chắc chắn rồi anh em ơi, mấy cái phơm bài tướng 1 tiền như này, lúc đầu game, giữa game hoặc là kẻ gần cuối game luôn á nha, nó sẽ rất là mạnh. Nhưng mà về cuối game á, khi mà mấy công kim mà đã cơm bách lại được rồi á, lên level 8, level 9 và ổng có những cái phơm bài 4 và tướng 5 tiền carry rồi, thì anh em sẽ hơi đuối á. Ui dồi, ổng này 4 con luôn á hả? Phải trưởng. Nhưng mà Yasu nó trâu kìa anh em nhìn kìa. Một mình nó tăng hết. Một mình nó tăng hết thật luôn. Mọi người xếp bài á, mà nếu như mà Yasu tăng cơ chính đó nha, anh em cứ để lên hàng trên một mình thôi. Nó đứng một mình thôi. Tại vì lúc đầu game tem bạn đánh nó càng nhiều á, sẽ là càng tốt. Tại vì lượng giáp kháng phép của nó khi mà mang cái trang bị thú tượng này á, tem bạn đánh càng nhiều nó sẽ được tăng thêm càng nhiều giáp và kháng phép thôi. Còn con tàu red này á, nó sẽ luôn luôn xếp ở đằng sau của con Yasu nha mọi người, để cho nó búp giáp á. Yasu tạo giáp xong rồi tàu red lên búp giáp thêm một cái lần nữa, xong rồi trong lúc mà tàu red búp giáp á, thì Yasu nó tiếp tục tích mana và búp giáp thêm một cái lần nữa nha mọi người. Và nếu như mà Yasu đủ châu á, thì cái vòng tuần hoàn này nó sẽ là vô hạn luôn. Tàu red búp, Yasu búp giáp, tiếp tục hồi mana, xong rồi lên giáp liên tội luôn. Vòng tuần hoàn vô hạn nếu như mà Yasu đủ châu nha. Ông này là AZ2 ở level 8, cầm tới tận là ba cái trang bị lớn và trong đó có một cái trang bị sáng anh em ơi, cũng khá là gớm luôn á chứ. Không biết Yasu tăng nổi không đây. Tại vì ông này cũng là một cái phơm bài thần rừng anh em mà, cũng mạnh á. Trời ơi, Yasu nó giáp kìa anh em ơi, nhìn kìa.
IG với chúng tôi à. IG đánh từ đầu game tới cuối game luôn anh em ơi, không sóc đem chết nổ con Yasuo này. Holy shit. Anh em nhìn đi. IG 2 sao 3 trang bị và chúng nó có một cái trang bị sáng nha. Đánh từ đầu game đến cuối game không chết nổ con Yasuo. Và team bạn bực tới nổi á, là phải binh chấm hỏi vào con Yasuo của mình đang có luôn mà. Làm sao mà đỡ được đây anh em ơi, khi mà có một cái vị tướng một tiền bay sao nó tăng cơ châu như vậy. Ở những cái mùa trước á thì anh em đã quá quen thuộc với cái việc mà Yasuo này là một cái vị tướng carry rồi, từ mùa 1 là tướng 5 tiền nè, xong rồi sang mùa 2 mùa 3 anh em ơi tiếp tục xuất hiện với những cái mức giá là 2 tiền 3 tiền và sau đó tiếp tục là 1 tiền 2 tiền 3 tiền. Nói chung là hầu như mình nhớ không nhầm là con Yasuo này nó xuất hiện tổng cộng được tầm 9 mùa hay là 10 mùa đó anh em ơi. Cỡ cỡ đó luôn á. Mùa nào hầu như là cũng có ảnh hết á. Ok, lắp đồ luôn anh em ơi. Một cái Blue Cinderay nha. Vì Cinderay nó cũng là một cái vị tướng 4 tiền carry có một cái lượng mana rất là thấp. Đây, có Aphelios luôn rồi. Nếu mà tầm này ở level 8 tỷ lệ tướng 5 tiền ra chỉ có là 3% thôi. Mà nó ra cho mình nó cũng set anh em ơi là ngon á. Là ngon luôn á nha, là đẹp luôn á chứ. Ông này mà có phơm bài thần thoại, ấy da, Saint 3, Chogat 3, đang roll cả CV, Torres, Mafai 3 luôn anh em ơi. Và cả bài luôn hả, khá là tham lam. Mọi người nhìn Yasuo à, Arin thật sự là nó hung một cách bị thoải mái luôn anh em ơi. Không phải lo nghĩ gì nhiều luôn á. Yasuo lo hết anh em. Yasuo lo hết anh em ơi. Wow, Ari hùng phát 2000 dam. 2000 dam ạ. Đó chỉ là một cái vị tướng một tiền thôi nha mọi người. Mạnh chưa? Và nếu như em muốn theo dõi những cái form bài meta mới nhất, hot nhất và được cập nhật hàng ngày á thì em hãy cứ bấm vào cái phần video ở trên kênh BioSigi này của mình nha. Mình đăng đều mỗi ngày ha. Ông kia lại dắt ba. Amumu các kiểu. À, ông kia đang chơi các form bài định mệnh Ronafelios 3 sao anh em ơi. Ai chốt 3 luôn à. Ủa ôi, anh em Ron ác vậy. Đúng là mấy công tốc cuối á, ông xả tiền gớm lắm anh em à. Đây, gặp luôn nè. Kai'Sa 2, 3 trang bị lớn. Dắt 3, ai chốt 3 các kiểu anh em ơi. Đang Ron Volibear 8 con sắp 3 sao luôn rồi kìa. Nhưng mà Yasuo, trời ơi, nó châu anh em ơi. Yasuo, trời ơi, nó châu ác luôn. Nhưng mà cái sách tên bạn cũng khá là ghê. Wow, tướng 1 tiền 3 sao thắng luôn cái phơm bài tướng 4 tiền anh em ơi. Thật sự là gớm luôn á. Mà ổng cũng là có tướng 1 tiền 3 sao. Thứ nhất là con dắt. Thứ hai là tướng 2 tiền 3 sao là con người ta. Quên mất tên luôn anh em ơi. Tự nhiên mới gặp xong quên mất tên luôn á chứ. Xong rồi tướng 4 tiền 3 à, lộn, tướng 4 tiền 2 sao carry luôn á nha mọi người ơi. À đúng rồi, ai chót. Ai chót tướng 2 tiền 3 sao, dắt tướng 1 tiền 3 sao và Kai'Sa tướng 4 tiền carry. Nhưng mà có phơm bài của mình đắm được luôn. Đây và đó là một cái phơm bài 7 định mệnh luôn rồi nha. Có set định mệnh nè. Ở Kai'Sa, Torres, Syndra, Ahri, Aphelios cũng như là Yasuo luôn nha mọi người ơi. Hôm nay level 7 hơn 40 tiền. Nhưng mà con Yasuo của mình nó bất tử mọi người ơi. Ahri nó hung kìa. Nó hung kìa. Ôi, châu. Và đó chắc chắn rồi sẽ là một cái chuỗi thắng 11 trận liên tục rồi nha. Còn 5 ông à. Ấn sử gia cả. Mình nhớ không nhầm thì ở trong trận đấu ngày hôm nay á, thì cũng có tầm 2-3 ông chơi sử gia thì phải. Ok, ông kia ông lấy rồi mọi người ơi. Nói chung là mình có học và Pandora anh em ơi, nên cái việc mà vẽ đồ chuẩn cho tướng carry nó rất là dễ luôn. Cái con Yasuo thì mọi người có ít nhất có mình nghĩ là phải là 2 thú tượng á, ít nhất nha. Còn có 3 thú tượng hay không thì hên xui, tại vì nếu như mọi người có được một cái lõi bạc, lõi vàng mà học và Pandora thì vẽ đồ khá là dễ. Còn nếu như mà không có thì nó cũng hơi khó anh em ơi. Còn con Ahri này á, mọi người chỉ cần lắp cho nó đồ full phép là được rồi. Không cần gì nhiều. Đồ full phép thì có quá trời, kiếm súng, găng bó thạch, mũ, quyền trượng các kiểu.
Ivy 2 sao, ủa set luôn anh em ơi. Bây giờ nó được quả set 2. Đây rồi, Cinderella 2 luôn anh em. Trời ơi, gần như là full có form bài 2 luôn rồi đó. Chỉ thiếu mỗi con set thôi anh em. Ông này là Kaylee 7 sữa da à. Level 850 tiền. Rồng để trứng vàng nở rồi anh em ơi. Trời ơi, Jesus nó tăng châu quá trời. Cái gì đây? Cái gì đây? Rayleigh. Ê, cái thật sự đây là một cái vị tướng một tiền tăng cơ không vậy anh em ơi, nó châu điên. Ây da, anh em xem kìa. Trời ơi, tập game cùng set sẽ khiến bạn to hơn à, ok. Cái kỳ ngộ thật sự rất là phế vật anh em ơi, mình nghĩ là Riot đang xóa mẹ luôn. Tốn thời gian và cờ lờ luôn. Thề. Thật sự là cái kỳ ngộ này bỏ vào á, nó chỉ giúp cho mấy ổng là bán được cái mấy con linh thú này nhiều hơn thôi á. Tại vì linh thú bự hơn á, mọi người ngắm nó rõ hơn, ngắm nó đẹp nó nhiều hơn. Bự mà anh em ơi, ngắm được bự hơn, thích rồi đó chứ. Amumu 2 nè, lại luôn cho em nó nha. Mình đang roll nốt bằng set 2 là xong anh em ơi. Chỉ cần set 2 là xong, có listener ra luôn, let's go. Đổi liền con lúc anh em mà. Nói chung là con lúc với lại là con listener ra nó không khác gì nhau. Nó không khác gì nhau luôn anh em ơi. Cũng là sứ thanh hoa, cũng là pháp sư. Chỉ có điều là một con tướng 2 tiền, một tướng 5 tiền thôi. Có tướng 5 tiền là đổi liền luôn á chứ. Ông này Torres sắp 3, nhưng mà chơi Aphelios carry mà Aphelios chưa 3 anh em ơi. Khá là xui, nhưng mà được cái Cinderella 3 Ast. À luôn, Cinderella 2 Ast 2 rồi. Nhưng mà bắn cái con Yasuo không chết nổi. Còn ở hàng sau á, Cinderella, Ahri cầm ba cái trang bị lớn này á, nó cứ xả kỹ năng liên tục thôi. Tên bạn chịu sao thấu ở đây mọi người. Chịu sao thấu ở đây. Ủa cái bà này thật sự là mạnh á anh em ơi. Anh em nên chơi trước khi mà con Yasuo này chính thức nó bị ăn nớp nha. Tại vì mà nói thật luôn á, cái lượng giáp mà nó tạo ra với một cái vị tướng một tiền như này á, nó là quá nhiều. Nó là quá nhiều anh em ơi. Anh em có thấy cái vị tướng một tiền nào mà mỗi khi mà nó xài một cái lần kỹ năng mà tạo được cả hơn 1,000 mấy trăm giáp không? 1,000 mấy trăm giáp nha. Mà cái lượng mana của nó đang có thật sự không phải là quá cao anh em. Tích có 1 xíu là lên được rồi. Ok, mình đang cần trang bị tăng nhưng mà nó toàn ra ra phép và đam không như thế này sao lấy trời. Họ lấy cái găng cho con listener ra luôn nha mọi người. Lỡ rồi, chơi luôn. Set 2 nào. Set 2 nào bạn ơi, là đủ á, là đủ luôn á. Lại tròn luôn cái form bài luôn đó bạn ơi, come on. Không ra hả? Hơi khó anh em ơi. Set 2, listener ra 2 là xong. Rồi nó hùng rồi em ơi. Đánh thường, đánh thường, đánh thường, hung có bụp. Đó, Jesus búp giáp liên tội. Ủa tiền rớt ở đâu vậy ta? À, listener ra sao con này mới nát tiền, nát đồ sao quá. Cũng ngon, cũng ngon. Có mũ lắp luôn cho em nó, nãy giờ quên lắp chứ. Đấy, mọi người thấy không? Cái lúc đầu game á, chủ thua 7 trận, 8 trận liên tục luôn đó nha. Nhưng mà từ cái lúc mà lên được cái con Yasuo và con Ahri Baisa mà cầm ba cái trang bị lớn nó chuẩn như thế này á, thì đang là chủ thắng 14 trận rồi nha. Và đang chưa thua bất kỳ một cái trận nào cả. Ok, bán Nga Phi 2 sao, lên Listener Rai 2 sao nha mọi người. Tại vì trong cửa hàng có sẵn con đó, mua lại bỏ vào cũng được. Ông này 5 tiền, 4 tiền 2 sao cực kỳ nhiều luôn á nha. Level 9 và còn hơn 40 tiền. Và có luôn một cái lõi kim cương rồng đầy trứng vàng á. Nếu như mọi người chưa biết á, cái lõi rồng đầy trứng vàng đó khi mọi người nổ được á, nó mạnh gần như là gấp 2, gấp 3 lần so với những cái lõi kim cương khác luôn á nha. Thật, mạnh điên anh em mà. Ông này mình nghĩ là mình thắng. Cái ông kim mới mạnh kìa, ông kim nhìn mới gớm. Ông này sao? Đấy, thắng mình này anh em ơi. Ổng là một cái form bài 7 sử gia. Và đang có rất là nhiều tướng 4 và tướng 5 tiền 2 sao khác nhau nha. Và cái quan trọng nhất á, là ổng nở được cái quả rồng đầy trứng vàng rồi.
nó được cái quả lõi đó thật sự là mạnh lắm anh em ơi. Đồ ánh sáng hoặc là neko hoặc là tiền nó trang bị thêm á, nó cho nhiều điên. Ôi sao thắng ta. Nói chung là tầm này mà tướng một tiền buy sale anh em ơi, nó carry là cũng quái lắm rồi á. Top 2 nó cũng rất là ngon luôn đó nha. Nhưng mà mình sẽ cố gắng mình top 1 thử. Ông này Galio sắp bay nữa chứ. Khó vậy ta. Galio ổng có 7 con rồi nha mọi người ơi. Một con thôi lên được Galio 3 sao rồi á. Mình bắt cũng như không mà, tại vì ổng có Neko mà. Dai ra 3 nè. Rồi Zoey 3 luôn anh em. Khó khó khó, thật sự luôn khó. Nhưng mà được không? Được không? Ê, được nè, được nè. Ari. Ui, thắng được anh em ơi. Ari 12k đam à. Nó hung đam ảo thật sự luôn á mọi người ơi. Đam nó bị điên rồi. Wow. Một con pháp sư à. Thôi nhiều ổn quá anh em ơi. Mình lấy một con là đã quá đủ rồi. Bây giờ lấy thêm nữa nó cũng không được anh em ơi. Không phải là phí mà nó là không được. Lấy cái quỷ thư đi cho chắc nha. Set 2 đâu rồi ta. Level 9 thì là roll tướng 5 tiền cũng là 10% mà đâu phải là ít đâu. Ủa, Ure 2 là hơi khó tui rồi đó. Nãy là Ure 1 anh em ơi. Mình còn sốc đam được chứ bây giờ là Ure 2 sao à. Khó nha. Set 02 luôn anh em ơi. Chủ thắng 16 trận rồi. Không biết có kéo dài được hay không đây. Tại vì bây giờ thắng thêm một trận thôi nha mọi người ơi, là mình thắng luôn á. Tại vì ông còn chưa tới 10 máu. Mà ra 6 chấm như này á, con bé đã trừ 9 máu rồi. Là thắng một con là vẫn thắng luôn á. Cố lên. Giê-xu tăng vẫn rất là trâu luôn anh em ơi. Nhưng mà Ari. Ui hơi khó anh em ơi. Yuri 2 sao mà ba cái trang bị lớn như này á, đam nó bự quá. Hồi nãy giờ là ổng đang để dành cái Neko kia để ổng roll kiếm Galio 3. Để ổng Neko Galio 3 đi mời, nhưng mà thấy là cái trận sau sắp thua rồi á. Ổng roll Yuri, ổng Neko Yuri 2 sao luôn này chịu. Tướng 4 tiền 3 sao, không chịu nhưng mà sắp thua rồi. Neko luôn tướng 5 tiền 2 sao carry. Thì sắp bài lại tí nha mọi người. Chứ đã thua rồi mà còn để cái form bài giống như vậy thua tiếp á, chắc luôn. Sắp xếp đảo đảo một tí. Ông đảo làm mới mệt chưa, đảo làm Galio kìa. Yasu vẫn đang tăng rất là trâu luôn anh em ơi. Trâu ác luôn á, coi kìa. Ấy, rồi, ấy, còn sống hả? Ari. Húng, không đủ đam. Không đủ đam sốc qua đây mà. Khó cho tôi quá vậy. Nói chung là mấy cái bài tướng một tiền như này ở đây mơ. Và cuối game thật sự là nó hơi đuối rồi á. Hơi đuối rồi. Ổng lại chơi tướng 5 tiền, 4 tiền, 2 sao carry không à. Cũng như là một cái form bài 7 sư gia nữa. Mình thì tướng 1 tiền, lỏ lỏ. Mà mình cũng có set 2. Mình cũng có listener ra 2. Mình cũng có sinner ra 2 luôn nha mọi người. Ổng này không chỉ có tướng 4 và tướng 5 tiền 2. Mà ổng còn có tướng 3 tiền 3 nữa. 3 tiền 3 sao, 2 tiền 3 sao luôn mọi người. Chúng tôi cần thêm đồ, chúng tôi cần thêm trang bị, come on. Chỗ turret nó ra rồi, nhiều ý. Lắp cái đồ này thì hơi phí cái này mà. Giáp vai ngực thần lắp thì hơi phí nha. Thật luôn, tại vì tướng carry của mình đang có là Ari, Syndra, Lissandra luôn nha mọi người. Và đây đều là những cái vị tướng gây sát thương phép thuật đó. Mà cái giáp vai đó là phải là sát thương vật lý mới ok. Rồi, đảo đảo một chút nha mọi người ơi. Để xem thử thắng nổi hay không nè. Bây giờ thắng thật sự. Lắp thử luôn đi anh em ơi. Những cái trận cuối cùng rồi. Những cái trận cuối cùng rồi anh em ơi. Xin ra. Yasu tăng không nổi anh em ơi. Cây lên nó quạt trẻ ghê quá.
Chịu chịu anh em ơi, chịu anh em ơi. Đúng một tiền carry mà lúc đầu game mà chủ thắng 16-17 trận là mọi người biết nó kinh khủng cỡ nào luôn rồi đó. À đúng rồi, bán King Red thì lại không có đủ tiền mua AFE. Cái đầu xanh. hơi ngáo quá này. Rồi. Chịu anh em. Ông này ông quá mạnh rồi. Ông Galio sắp bay luôn rồi kìa. Zoe 2, Yara 2, Kelly 7, Sử Gia, Yre, Listener Ray, Galio full 2. Oh my god. Cố lên. Ráng thắng đi bạn ơi. Ê, từ. Ê, từ, thắng được anh em ơi. Ố. 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 Rồi luôn, top 1 thắng luôn nè, let's go. Chào mừng các bạn đến với Bean You Store nha. Nào chúng ta sẽ cùng dạo qua một vòng cửa hàng ha. Anh em sẽ cảm nhận được sự đa dạng của sản phẩm cũng như là sự kỳ công, tỉ mỉ trong từng chi tiết ở từng sản phẩm của Bean You Store. Từ những chiếc quần Âu lịch lãm đến trang phục hàng ngày thoải mái, từ áo sơ mi thanh lịch đến trang phục thể thao phong cách, Bean You Store tự tin mang đến cho bạn sự lựa chọn đa dạng và phù hợp với mọi tiêu chí của anh em. Nhân dịp một năm thành lập cửa hàng á, thì mình cũng xin được phép gửi đến anh em một cái chương trình tri ân đặc biệt, đó chính là ngập tràn quà tặng nhân 3 niềm vui. Với mỗi đơn hàng trên 300.000, mọi người sẽ nhận được hai chương trình khuyến mãi. Đầu tiên á là free ship, thứ hai là được chọn hai cái mẫu móc khóa quà tặng tựa game đó cho chân lý nha. Bây giờ mình sẽ cùng với anh em vào mua thử một cái chiếc áo ở trên cửa hàng BNU Store của mình nha. Anh em cứ chọn vào những cái mẫu này mọi người thích đó, xong mà bấm chọn size nè, rồi bấm thêm vào giá hàng nha, là sẽ được thôi. Sau khi mọi người đã thêm vào giá hàng thành công rồi á, anh em bấm thanh toán nha. Khi mà vào đây á, mọi người sẽ được tặng một cái phần quà miễn phí, đó chính là móc khóa nha. Anh em bấm vào chỗ này nè, thì sẽ hiện ra hàng loạt móc khóa cho mọi người chọn luôn, rất là nhiều mẫu khác nhau. Anh em chỉ cần bấm thêm thôi là được nha. Và sau khi mọi người đã chọn được phần quà xong rồi á, anh em kéo xuống dưới đây và điền tất cả thông tin để giúp mình nha. Và như event của mình đã nói ở trước đó nha mọi người á, thì anh em được tặng thêm một cái mẫu móc khóa tùy chọn, anh em có thể ghi chú thêm ở dưới đây. Và khi thanh toán á, mọi người sẽ có hai hình thức nha. Một là chuyển khoản ngân hàng, anh em có thể chuyển khoản trực tiếp qua cho mình luôn. Còn hai á là thanh toán khi nhận hàng nha mọi người. Và sau khi mọi người đã đọc xong rồi á, anh em bấm vào tích vào ô này nha, xong rồi bấm đặt hàng lại xong luôn rồi đó. Một cách đặt hàng rất là đơn giản và hiệu quả ha. Đây là hóa đơn của mọi người khi mà đặt hàng thành công rồi nha. Nếu như mọi người có bất kỳ thắc mắc hoặc là cần sự hỗ trợ nào thì đừng ngần ngại nhắn tin với tụi mình ở đây nha. Sẽ luôn có nhân viên trực để trả lời mọi người. Hãy ghé Bean You Store để ring về cho mình những sản phẩm thời trang ưng ý nhé mọi người.